Xin chào tất cả mọi người, ngoài việc chơi game thì niềm vui yêu thích của mình đó là review về những sản phẩm trên shop cờ thủ. Ngày hôm nay thì mình sẽ review cho tất cả các bạn biết những mẫu áo shop cờ thủ vừa mới cập nhật để có thể đưa đến cho tất cả các bạn những cái trải nghiệm tốt. Đầu tiên là hiện tại trên tay mình đang có một hộp quà combo hai chiếc áo của Team Flash, đó là một chiếc áo quát và một chiếc áo thun, thì các bạn sẽ chỉ bỏ ra với giá đó là 586.000 đồng. Và các bạn nên nhớ khi mà các bạn mua hai chiếc áo trở lên ở shop gthủ.com thì mọi người sẽ được đi ship toàn quốc. Và cuối cùng thì trên tay của mình là hộp quà cuối mình muốn review cho mọi người. Bên trong này thì sẽ có hai chiếc áo Flash nha. Và khi mà các bạn mua hai chiếc áo nỉ hoa thì các bạn sẽ có giá đó là 586.000 đồng. 586.000 đồng vẫn như thế khi mà các bạn mua hai chiếc áo trở lên thì các bạn sẽ được free ship. Nhân dịp mà mình làm cái video clip này thì khi mà các bạn xem được đến đây rồi thì các bạn sẽ có 10 mã giảm giá 20% cho một đơn. Các bạn nên nhớ là hiện tại thì 5 mã giảm giá tại thời điểm mà các bạn đang xem video clip này, và 5 mã giảm giá có cái giá trị sau 12 giờ đêm nay. Hiện tại thì cái mã giảm giá của trên shop giờ có thủ của mình đó là áp dụng cho 20% cho giá trị của tổng đơn hàng. Ví dụ như các bạn mua càng nhiều áo thì các bạn sẽ các bạn sẽ được áp dụng 20% giảm giá đấy cho tất cả các đơn hàng các bạn mua. Tất cả những mẫu áo mình vừa xong thì review cho mọi người đã chính thức mở bán trên shop gờ thủ với số lượng có hạn. Bên đây các bạn hãy nhanh tay sở hữu cho bản thân những chiếc áo mà các bạn yêu thích. Các bạn hãy nhấn vào cái đường link phía dưới phần bình luận giờ mô tả mình để lại dưới video clip này để có thể truy cập thẳng đến shopgthủ.com để sau đó là đặt hàng. Và các bạn nên nhớ là chỉ có 10 mã giảm giá 20% cho các bạn nào nhanh tay sở hữu sớm nhất.